tác phẩm thành phố của Hồ Văn Quyền. Một tác phẩm xanh cổ ngay bên cạnh của chủ cây là Hồ Văn Quyền. Hai tác phẩm xanh cổ của chủ cây Ngô Văn Uyển. Tay với hai tác phẩm xanh cổ để chúng ta đi đến những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.